Ok rồi. Cười đi. Ok ơi. Ok. Cái này là hạt bổ sung canxi dành cho chó. Đặc biệt là chó con. Nó có mùi sữa rất là thơm luôn. Còn cái này là bịch hạt Hàn Quốc. Nè, ok. Ăn thử đi. Thơm không? Nên mình mua cho nó một cái bịch hạt 5kg luôn. Nghe nói là ăn cái này có canxi với lại DHA. Hôm nay mình mua cho Lucky bịch hôm nay mình mua cho Lucky bịch hạt 5kg của Hàn Quốc nè, với lại viên bổ sung canxi. Nó có hình xương chó.